Chào mừng các bạn đến với chuyên mục giới thiệu sản phẩm tại hệ thống siêu thị lồng chim.net. Trên tay tôi đang là một chiếc lồng cu cái quả đào mặt cắt. Các bạn có thấy cửa trước phần này là sẽ là đục cửa rơi và chỗ này đốt trúc. Hàng cực kỳ siêu bền, khung được làm bằng mây rất chắc chắn, nóc cũng đan mây luôn. Còn đây là đan che da giúp tay. Và các bạn có thể để ý cái phần bên cạnh ở của hai bên hông, các bạn có thể đổ thức ăn, dùng công cụ đổ thức ăn mà không cần phải mở cửa sợ chim bay, thì các bạn có thể đổ thức ăn qua hai cái lỗ ở hai bên này. Dưới là cái phần mẹt, cái khay phân, các bạn có thể tháo ra và dọn vệ sinh cho chim rất là dễ dàng. Cái phần điểm nữa là trên này là móc này, thiết kế rất là kiểu đồng quê và cực kỳ đẹp. Cái đôi hiện tại cái mẫu này là đang trong 3 tháng liên tiếp là mẫu lồng bán cu gái bán chạy nhất tại hệ thống siêu thị lồng chim.net của chúng tôi. Đặc biệt của nó ấy, vì cái lý do mà có thể là nó luôn giữ doanh số bán chạy nhất, thì các bạn cũng có thể biết nó là hàng rất là bền và giá cực kỳ bình dân. Giá hiện tại của chúng tôi đang để rất là rẻ, các bạn có thể truy cập vào website để biết được giá chi tiết của sản phẩm này. Nếu mà các bạn biết được thì các bạn sẽ rất sốc vì cái giá của nó quá rẻ so với cái chất lượng của sản phẩm. Đây các bạn có thể nhìn chi tiết sản phẩm hơn một chút, có thể quay gần để các bạn có thể nhìn rõ hơn. Đây cái phần cửa rơi đốt trúc ở trong cái sản phẩm này, size của nó là 32 cm. Các bạn có thể lựa chọn để phù hợp với cái chim của các bạn sao cho nó phù hợp nhất. Nóc đan mây rất là đẹp bền. Đây là hàng của người Nhân làm rất là lâu năm rồi. Hàng này là xuất xứ từ sản xuất từ Vác các bạn nhé. Hàng Vác là một trong những làng nghề nổi tiếng và lâu năm nhất về sản xuất lồng chim, các bạn đã biết rồi đấy ạ. Vâng, nếu các bạn nào quan tâm muốn mua cái sản phẩm của chúng tôi thì các bạn hãy truy cập vào website siêu thị lồng chim.net hoặc là truy cập vào fanpage của chúng tôi cũng là siêu thị lồng chim.net để chọn mua cho mình những sản phẩm và mẫu lồng ưng ý nhất. Hoặc các bạn có thể liên hệ trực tiếp số hotline 0984 217 365 hoặc 0964 27 8585. Và có thể là chúng tôi sẽ để cái đường link bên dưới để các bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn. Và cuối cùng là xin chào và hẹn gặp lại. Và các bạn nhớ subscribe kênh của tôi để cập nhật những mẫu lồng mới nhất và những chương trình khuyến mại giảm giá mà chúng tôi đưa ra. Và xin chào và hẹn gặp lại.